cái panel này là mô hình của startup đột phá. Và tôi tự hỏi là có cái mô hình gọi là mô hình đột phá hay không? Hay là có các mô hình kinh doanh mà một startup nếu muốn thành công thì phải có mô hình kinh doanh thành công? Chắc là câu hỏi đấy hỏi chị, xin hỏi chị Thái Văn Linh. Có một cái gọi là mô hình startup thành công hay không chị Linh? Nếu mà nói về cái ý tưởng đột phá thì có thể là rất khó để tìm một cái Google khác hoặc là một cái Apple kế tiếp. Nhưng mình có thể xem là nhà sáng lập nào mà có thể đột phá, có thể thành công. Quan trọng nhất là nhà sáng lập. Các bạn ấy nên phải có cái quyết tâm, phải có cái động lực để tiếp tục. Tại vì khi mình khởi nghiệp nó rất là khó. Thì cái đó là cái quan trọng nhất là với một khởi nghiệp để thành công là nhà sáng lập phải rất là mạnh. Dạ. Chị cảm ơn chị Linh đã nói đến cái yếu tố nhà sáng lập. Tôi hiện đang làm cho Endeavor. Endeavor là một tổ chức mà chuyên hỗ trợ những doanh nghiệp startup đang đến giai đoạn scale up, tức là giai đoạn đang phát triển đột phá. Thì chúng tôi có phân loại ra 4 loại gọi là profile những doanh nhân khởi nghiệp mà có thể rất là muốn chia sẻ với các bạn về những cái type về doanh nhân như thế này. Chúng tôi định nghĩa là có một cái loại gọi là kim cương, diamond, là những cái doanh nhân có tầm nhìn và xây dựng những công nghệ, những công ty công nghệ và sản phẩm có dịch vụ mang tính disruption ấy, phá bĩnh ấy, và có thể thay đổi toàn ngành và thị trường. Thì trên thế giới có những cái doanh nghiệp dạng diamond như là Facebook hay Uber khi họ bắt đầu ra thì là đấy gọi là diamond. Chúng tôi một cái loại nữa thì chúng tôi gọi là rocket ship, là tên lửa, tức là những người có tầm nhìn chiến lược mà có thể tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ công nghệ rẻ hơn, nhanh hơn. Tức là có thể là cái dịch vụ đấy nó không mới nhưng mà lại rẻ hơn, nhanh hơn. Một loại nữa mà tôi nghĩ là ở Việt Nam khá là phổ biến, chúng tôi gọi là transformers, những người có khả năng biến đổi. Thì họ đi vào những cái ngành truyền thống nhưng mà họ lại có cái tầm nhìn tiến bộ và có khả năng thay đổi và tạo tăng trưởng nhanh bằng những cái tiến bộ công nghệ. Thế thì ở Việt Nam, cái type mà gọi là transformer rất là nhiều. Chẳng hạn trong lĩnh vực cà phê, chẳng hạn coffee shops, các bạn thấy rất là nhiều quán cà phê và vào thì nhưng mà đang có nhiều cách làm khác nhau mà tạo thay đổi hoàn toàn cho cái ngành đó chẳng hạn. Hay là cũng như là ngành giáo dục. Một cái trip nữa thì gọi là star, ngôi sao, là những người bản thân, những cái người khởi nghiệp ấy, họ đã tạo ra được cái thương hiệu, bản thân họ là ambassador cho thương hiệu đó. Thế thì tôi quay trở lại muốn hỏi các anh chị trong panel là tại Việt Nam ấy, các anh chị đã nhìn thấy những type như này chưa? Chẳng hạn diamond, những nhà khởi nghiệp mà có thể có khả năng tạo ra công nghệ hoàn toàn mới, chúng ta đã có chưa? Hay là thường là những cái chúng ta đang nhìn thấy những cái type doanh nhân như thế nào? Ai có thể trả lời câu hỏi này ạ? Anh Thủy có thể trả lời được không ạ? Theo tôi thì đầu tiên là ở Việt Nam thì tôi nghĩ là chúng ta cũng đã biết là ở Việt Nam thì có một số các cái startup mà bây giờ mình gọi là startup kỳ lân đấy. Ví dụ như là VNG cũng là một cái công ty đầu tiên mà đạt một cái startup kỳ lân. Thì tôi nghĩ đấy cũng có thể gọi như là chắc chắn đấy là một cái mô hình mà tôi nghĩ ở Việt Nam thì nên coi đó là mô hình kim cương như chị Lan Anh nói. Thế quay lại cái chủ đề mà tôi cũng muốn chia sẻ về cái câu chuyện là mô hình startup đột phá. Thì thực ra tôi nghĩ là không có một cái gì định hình thực sự gọi là mô hình. Mà nó chỉ có khi các bạn đã làm ra nó. Tức là khi nó đột phá rồi, đúng không? Khi nó thành công tỷ đô rồi. Thì lúc đó mình gọi đấy là mô hình. Tất nhiên thì nó có một cái công thức. Mà theo tôi là đối với một cái idea của startup là bạn tấn công vào thị trường nào, thị trường đó to cỡ nào, đúng không? Tức là nếu bạn xác định thị trường này là 100 tỷ đô, đúng không? Và bạn có bài toán đủ tốt, đủ hay, đủ xuất sắc để định vị lại cái thị trường đấy, để thay đổi cuộc chơi trong thị trường đấy, thì tôi nghĩ rằng đó có thể là câu chuyện đột phá. Thì cái đột phá ở đây sẽ nhìn ở hai góc độ. Một là thị trường mà bạn hướng đến đủ to hay không. Cái thứ hai là ý tưởng của bạn có đủ sắc sảo để định vị lại, đúng không, để thay đổi cuộc chơi trong thị trường đấy hay không. Và cái thứ ba quan trọng nhất chắc chắn là một cái mô hình startup đột phá chỉ sinh ra từ những doanh nhân thực sự có tư tưởng tầm nhìn vượt thời đại. Tức là anh phải mơ, anh phải nghĩ những cái mà người khác chưa từng nghĩ đến, anh phải nghĩ về những cái người khác chưa từng làm, đúng không,
và anh phải có năng lực để thực thi được nó. Thì như tôi hay nói vui, tức là giống như mình hay nói đến câu chuyện là kỳ lân, thì tôi nói là trước khi có kỳ lân thì anh phải có trứng của kỳ lân, đúng không? Mà anh muốn nở đẻ ra kỳ lân thì anh phải ấp trứng kỳ lân đã. Nhưng để ấp được trứng của kỳ lân ấy, thì bản thân cái gen của người khởi nghiệp ấy, nó phải có cái khát vọng, có cái mong muốn đủ lớn như vậy. Thì tôi nghĩ quay lại câu chuyện thì tôi vẫn là ngành và người. Đó, thì khi mà doanh nhân đó có được xuất sắc như vậy, cũng như anh có một giải pháp đi vào thị trường, thì chắc chắn là anh sẽ có những mô hình startup, một mô hình khởi nghiệp có thể đột phá. Còn giai đoạn nó đột phá thì như chị Lan Anh có nói là khi mình xác định là scale up, đến lúc nó vượt qua cái ngưỡng tăng trưởng tự nhiên thì bắt đầu mình có thể đi vào bước đó được. Anh Thủy nhắc đến một cái chủ đề rất là thú vị là các cái ngành và các cái thị trường. Thì chúng ta rõ ràng đang thấy ở Việt Nam hiện giờ có những ngành đang thu hút rất nhiều các bạn khởi nghiệp tham gia. Các chị Lê Hạnh, chị làm việc với rất là nhiều startup ở đây. Theo chị, các cái ngành nào hiện giờ đang được các khởi nghiệp quan tâm nhiều nhất? Từ là tài chính, giáo dục hay là kinh tế chia sẻ? Tôi thấy là những cái thông tin mà chị Lan Anh đưa ra đó thì nó rất là có giá trị đối với tất cả các cái startup về những cái mô hình gọi là dành cho những cái công ty về đột phá. Thì tôi nghĩ là các bạn cũng có thể là lấy đó để mà làm những cái định hướng để mà mình xem xét lại cái mô hình của mình, để mình đã có những cái tính chất, một trong cái bốn tính chất như là chị Lan Anh ở Endeavor có gợi ý hay không. Thì đối với cả tôi thì khi mà có cái cơ hội được làm việc với cả các cái startup 3 mùa rồi, và mỗi một mùa thì chúng tôi nhận được khoảng 1.000 cái hồ sơ. Và sau đấy thì lọc lại thì khoảng 4 đến 500 các startup thì sẽ được vào vòng audition, tức là gặp gỡ hội đồng thẩm định. Thì tôi cũng gần như là ngồi gần hết các cái buổi gặp gỡ các cái startup từ vòng thẩm định. Rồi sau đấy thì còn top 100, rồi lên sóng truyền hình còn 50. Thì các bạn cứ hình dung ra là từ 1.000 ở một chương trình khởi nghiệp như là Sắc Tanh thôi. Mình chưa nói đến những cái chương trình khởi nghiệp, những cuộc thi khởi nghiệp khác ở BSSC của Sắc Hoàng Phi hay là TechFest của Bộ Khoa học Công nghệ. Thì các bạn cũng đã thấy là những cái bạn startup từ 1.000 mà cuối cùng xuống còn có 50 startup để mà coi như là đủ cái điều kiện để vào gặp các cái nhà đầu tư, thì các bạn cũng nhận thấy là mình cái con số mà mình bị loại ra đấy, chưa đủ điều kiện đấy, thì rất là nhiều. Thế thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đấy là các bạn thiếu cái sự đột phá, thiếu một cái mà tôi hay gọi là sự mới mẻ. Thì khi mà gặp các bạn khởi nghiệp ý, các bạn ở vòng thẩm định, thì tôi thường chỉ hỏi một câu mà nó cũng đơn giản thôi là hoặc là các thành viên hội đồng thẩm định cũng hay hỏi như vậy, tức là sản phẩm của em hay là mô hình của em thì có cái gì là khác biệt, có cái gì là mới, hay có nghĩa là có cái gì là đột phá so với những cái đang có ở trên thị trường. Thì thường là các bạn khá là lúng túng ạ, rất là lúng túng, và thậm chí không chuẩn bị trước cho mình cái câu trả lời là mình có cái gì mà mới mẻ, có cái gì là khác biệt, có cái gì là đột phá. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất ý, là các bạn phải nghĩ đến nó đã. Các bạn phải suy nghĩ đến điều đó khi mà các bạn bắt tay vào làm ra bất kỳ một cái sản phẩm hay là một cái xây dựng một cái mô hình nào. Nghĩ đến nó. Và tất nhiên tôi nghĩ là thường là tại sao mình không dám nghĩ đến nó là bởi vì sao? Mình sợ. Mình khá là mông lung, đúng không ạ? Mình khá là mông lung, mình khá là sợ hãi. Thì đều nghĩ đến nó và bắt tay vào làm. Như là Sắc Thủy nói thì mình phải chiến thắng được cái nỗi sợ hãi, dám làm một cái điều gì đó mà khác thường, khác với tất cả những cái sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Thế thì tôi cũng chỉ muốn nói với các bạn là một cái điều thôi, đấy là mình dám làm một cái điều gì nó khác biệt và phải chiến thắng được cái nỗi sợ hãi thì mới có thể bắt tay được vào được. Cảm ơn chị Hạnh. Chắc là tôi sẽ quay trở lại câu hỏi về các cái ngành mà đang thu hút nhiều startup sau. Nhưng mà tôi cũng muốn hỏi luôn chị Liên. Chị là một người cũng đã thành công rồi. Có lẽ là chị có thể chia sẻ một vài những cái yếu tố mà có thể đem lại một thành công cho một cái bạn mà bắt đầu khởi nghiệp. Theo chị cần những cái gì về phẩm chất cá nhân hay là những cái gì mà cái người đó cần? Thực ra thì theo tôi thì các bạn trẻ đầu tiên các bạn muốn dấn thân vào một con đường kinh doanh, khi bắt đầu thì các bạn phải hết sức nghiêm túc. Các bạn phải có một cái thái độ cực kỳ nghiêm túc. Sau đó các bạn phải nghiên cứu kỹ cái thích của mình, cái nghiêm túc của mình.
phải đã chuẩn chưa, và các bạn phải rất là cẩn thận trong câu chuyện là trước khi mình muốn làm cái gì thì mình phải quyết định thật là kỹ càng, sau đó mình mới đưa ra quyết định của mình. Và khi đưa ra quyết định của mình rồi thì các bạn phải nghiên cứu cái mảng mà mình đang chuẩn bị để mà đầu tư vào, thì các bạn phải nghiên cứu thị trường một cách chuẩn xác nhất, ít nhất cũng phải chiếm được trên 50%, nếu như không có con số chính xác 100% thì cũng phải quá bán, thì lúc đấy chúng ta mới có thể để mà làm nên những cái kế hoạch tiếp theo cho mình. Cho nên vì thế mà tôi nghĩ sau đấy tiếp theo nữa thì các bạn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình đưa ra. Tức là cái trách nhiệm của mình đối với cái quyết định của mình đưa ra rất là quan trọng. Bởi vì nếu không á, thì các bạn sẽ bị mất thời gian, mà mất thời gian thì chúng ta cũng mất đi rất nhiều thứ kèm theo nó. Và cái cuối cùng, bạn phải có tố chất của một người thủ lĩnh. Bởi vì trong tất cả mọi công việc chúng ta không phải tự một mình có thể làm được, mà chúng ta phải có team. Và cái team hút đấy thì bạn phải có đủ bản lĩnh của một người đứng đầu. Bạn có thu hút được những người khác để về cùng làm với mình, cùng xây dựng với mình hay không. Ví dụ như tôi nói về vấn đề công nghệ chẳng hạn, cái fintech chẳng hạn, thì nếu như chúng ta mà làm một mình thì chắc chắn chúng ta không thể làm được, mà chúng ta phải có một nhóm, một teamwork như vậy thì chúng ta mới có thể phát triển được. Vì thế mà tôi nghĩ là cái người mà chúng ta làm thủ lĩnh cũng rất là quan trọng. Và cái cuối cùng đấy là nhiệt huyết. Và chúng ta phải biết là cái nhiệt huyết của tuổi trẻ và cái trí tuệ của chúng ta hội tụ đầy đủ cái đấy thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể bước chân vào chiến trường kinh doanh. Đấy là ý kiến của cá nhân tôi. Dạ, cảm ơn chị Liên. Chị Liên có đề cập đến một cái yếu tố rất là quan trọng với các bạn kinh doanh khởi nghiệp là phải hiểu biết về cái lĩnh vực mà mình làm. Tôi muốn hỏi câu này với anh Tam. Anh làm trong một lĩnh vực mà tôi đoán rằng nếu mà anh không hiểu thì anh rất là khó thành công. Thì khi anh làm, anh đã build lên những cái kinh nghiệm hoặc là những hiểu biết về lĩnh vực của mình như thế nào? Anh có thể chia sẻ được. Dạ, vâng. Tôi thì cũng xuất phát một cái lĩnh vực mà cũng là điện tử. Thật ra cái lĩnh vực cũng rất khó. Rất khó tại Việt Nam. Thời điểm tôi, lúc tôi khai phá ra Asanzo thì thật ra lúc đó là không như các doanh nghiệp Việt Nam chưa có. Đó là một lĩnh vực mà lại là lĩnh vực cạnh tranh toàn tập đoàn lớn nước ngoài. Thì với tôi từ xưa đến nay về cái chuyện khởi nghiệp chắc chắn là tôi không có tôi sợ. Đó là một cái mà lý do các bạn trẻ bây giờ cũng vậy. Khi các bạn khởi nghiệp thì chắc chắn rằng đừng nên sợ. Cái lĩnh vực chẳng qua là vì tìm hiểu kỹ cái lĩnh vực, giống như các chị nói là cái kế hoạch của chúng ta đưa ra, chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái ngành nghề đó và chúng ta tìm con đường mà chúng ta đi khác họ. Không phải là vì khác về cái ngành nghề mà khác về cái con đường họ đi. Tất nhiên là mỗi người có một, mỗi công ty có một cái văn hóa khác nhau. Như với tôi thì gần như là tôi sẽ đi con đường khác. Nhưng mà để mà thành công được thì tôi cũng luôn luôn rằng chấp nhận tăng trắng tay hoặc chấp nhận hy sinh. Coi như là mình sinh ra mình cũng không có gì trong người thì bây giờ mình có khởi nghiệp thì cũng mất cũng không sao. Đấy là cái vấn đề mà tôi gần như tôi không sợ. Dạ, tức là liều lĩnh là yếu tố đem đến sự thành công cho anh sao? Cái đó là cái cũng là một cái yếu tố nữa là khi mà không sợ, khi mà tôi cũng tiếp cận những gọi là những nhà mà phân phối, gần như tôi cũng chia sẻ thẳng là vấn đề mà của tôi điểm mạnh ở đâu, điểm yếu ở đâu tôi cũng nói thẳng, tức là không sợ những cái khoe mọi người hết, không thể show hết tất cả những gọi là không thể làm giấu những cái gì mà điểm yếu của mình hoặc là điểm mạnh của mình. Đó là một cái mà họ tự tin là mình có một cái nhiệt huyết, trước mắt là một cái nhiệt huyết trước, đam mê với cái nghề đó. Cảm ơn anh Tam. Quay trở lại với chị Linh. Chị Linh đang làm một cái lĩnh vực là đầu tư, và với cái quỹ của hiện giờ của Vingroup chắc là chị đang đi gặp và nói chuyện với rất là nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì quay trở lại câu chuyện ngành đấy, là những ngành nào đang có nhiều cơ hội nhất mà có cơ hội cho các bạn đang ngồi ở đây có thể là tham gia vào? Với quỹ của Vingroup và Vingroup Ventures thì chúng ta quan tâm vào những cái lĩnh vực, những cái ngành mà hệ sinh thái của Vingroup có thể hỗ trợ. Bởi vì với khởi nghiệp, cái quan trọng nhất là mình có cơ hội để mình tiếp cận với khách hàng. Và các bạn khởi nghiệp nên tạo ra sản phẩm càng sớm càng tốt, rồi sau đó đưa ra thị trường để mình có thể xin feedback, mình có thể hiểu là cách để cải thiện sản phẩm. Hôm trước khi đi cái hội nghị, có gặp được một công ty họ đã điều chỉnh sản phẩm cho rất là hoàn hảo,
cho 10 năm. Rồi họ sắp tới tháng 7 sẽ ra thị trường. Thì với cái đó Linh nghĩ rằng là quá lâu. Mình nên chỉ bỏ ra 3-6 tháng rồi mình cứ ra đại. Khi nói ra đại thì cũng hơi ngại là mình không nên làm gì làm đại. Nhưng tốt nhất là mình cũng đưa ra càng sớm càng tốt và mình chấp nhận là nó không phải hoàn hảo. Để mình có thể hiểu biết là khách hàng muốn cái gì. Tại vì có lúc mình đi một hướng nhưng khách hàng hoàn toàn bên đây. Thì mình đã điều chỉnh, mình đã làm nó tốt hơn nhưng mình làm nó tốt hơn trong một cách mà khách hàng không muốn. Vậy thì trở lại ngành. Thì nói chung là cái ngành nào cũng được. Nhưng bạn nên phải hiểu về ngành đó. Bởi vì mình có thể, cái người sáng lập và công ty mà sẽ thành công là họ biết rất sâu về cái ngành đó. Vậy thì nói chung là đừng có chạy theo cái gì hot. Mình nên chạy theo cái gì mình đã biết và mình có thể biết thêm. Vậy thì trở lại câu hỏi là những cái đam mê, mình có nên theo cái đam mê mình không? Và đối với Linh đó, thì câu trả lời là no. Mình nên theo những gì mà mình giỏi. Rồi sau đó khi mình giỏi xong thì mình có thể chuyển sang thành mình thành cái đam mê của mình luôn. Vậy thì trả lời hơi dài dòng nhưng thực sự là không có một cái ngành nào mà nó là lý tưởng. Dạ vâng. Đúng là không có ngành nào lý tưởng mà cần phải làm cái ngành nào mà mình hiểu biết nhất. Tuy nhiên là theo quan sát của chúng tôi thì cũng là một số ngành hiện giờ đang được sự quan tâm rất là nhiều, chẳng hạn là fintech. Như các bạn biết ngày hôm qua có một cái summit ở đây mà tụ tập rất là nhiều nhà đầu tư đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng là không có đủ startup để cho các nhà đầu tư tìm kiếm. Một số nhà đầu tư nhờ chúng tôi connect với các startup và một số startup từ chối không gặp nhà đầu tư. Bảo chúng tôi muốn tập trung vào công việc của chúng tôi hiện nay. Chứng tỏ là vấn đề không phải là thiếu vốn đúng không ạ? Mà là thiếu startup tốt. Tôi muốn hỏi anh Thủy đang làm trong một lĩnh vực rất mạnh trong lĩnh vực giáo dục. Đây là cũng là lĩnh vực mà các bạn trẻ đang tham gia rất nhiều. EdTech, Education Tech, thì quan sát của anh Thủy trong lĩnh vực này như thế nào? Và các bạn trẻ có lợi thế trong lĩnh vực này không? Trước khi mà trả lời cái câu hỏi của chị Lan Anh ấy, thì ra cái việc cái câu hỏi ngành nào là cái ngành có thể đột phá tiềm năng thì đây câu hỏi rất là hay. Và tôi cũng rất là thích câu hỏi này, tại vì là tôi thì là thường xuyên nói rằng là triết lý đầu tư của tôi, cái đầu tiên là ngành và thứ hai là người. Thế thì tôi nghĩ đơn giản thế này, ở Việt Nam ấy thì mình hay đi theo cái xu thế là thì thực ra mình nhìn các startup trên thế giới thành công đúng không? Thì phần lớn là họ startup thì có hai cái thôi, là làm những cái gì mà người khác chưa từng làm, mình hay mình gọi là tấn công ở thị trường đại dương xanh. Nhưng mà vì ở Mỹ thì là cái thị trường, cái xã hội nó quá phát triển rồi, cho nên cái đột phá của họ bây giờ nó phải là chinh phục mặt trăng, chinh phục vũ trụ đúng không? Hay là câu chuyện như là công nghệ, như là fintech. Thế thì tôi trả lời câu hỏi đơn giản là góc nhìn của tôi, các bạn có vào Google bạn gõ đúng không? Ngành nào mà đang nhiều tiền nhất thì ngành đó là tiềm năng nhất. Ngành nào có quy mô lớn nhất thì nó là tiềm năng nhất. Vì bản chất của startup ấy là anh định vị có thể anh làm một cái mà thị trường chưa từng có, hoặc là gì, anh làm một cái thị trường đã có từ hàng trăm năm nay rồi nhưng anh làm khác đi, làm nó mới đi và anh định nghĩa lại cái thị trường đấy. Thế thì cái đầu tiên ấy là hãy xem là ngành nào mà đang rất lớn. Tôi ví dụ giáo dục, y tế đúng không, thực phẩm, ví dụ như là F&B hay là tiêu dùng nhanh FMCG, quá nhiều đúng không? Và cái thứ hai ấy, các bạn sẽ tư duy là gì, là ngành nào đang có nhiều vấn đề nhất thì ngành đấy sẽ là ngành tiềm năng nhất. Bởi vì bản chất ấy là mình ra đời mình phải xem là thực sự xã hội đang có vấn đề gì, người tiêu dùng đang có gì không hài lòng, và bạn giải quyết được đúng cái vấn đề đấy là xong. Đôi khi là cái sự mới mẻ, cái sự sáng tạo, sự đột phá nó không phải nằm ở cái gì đấy mà giống như kiểu là nó quá là ghê gớm, mà đôi khi anh chỉ giải quyết một vấn đề của hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu, hàng tỷ người đúng không, mà một cải tiến, một thay đổi cực kỳ nhỏ thì đấy là câu chuyện tiềm năng. Thì quay lại câu chuyện tôi đã nói, thì tất nhiên giáo dục và bây giờ gọi là edutech, tức là giáo dục ứng dụng công nghệ. Và ngày hôm nay thì tất cả mọi thứ đều có khái niệm phải ứng dụng công nghệ rồi. Edutech trong giáo dục thì chắc chắn đây là một ngành rất là tiềm năng, và tôi nghĩ các bạn trẻ sẽ có khá nhiều cơ hội. Bởi vì là cái mảng công nghệ thì ở Việt Nam, ở cái thế hệ bây giờ ấy, là các bạn được đào tạo rất là bài bản. Và với thời đại công toàn cầu cũng như là các bạn được đi du học nước ngoài, thì tôi nghĩ là cách tiếp cận của chúng ta không thua kém với thế giới nhiều lắm. Thế nhưng nếu các bạn là làm một dự án về công nghệ nền tảng thì các bạn phải đấu với những ông lớn, đúng không? Đấu với Google, đấu với Facebook, đấu với những cái startup ở thung lũng Silicon Valley. Và ở đó thì họ rất nhiều tiền. Mình phải nói thực sự là với câu chuyện ở Việt Nam, chúng ta có một cái khó, đó là các bạn trẻ khởi nghiệp rất khó có thể có được cái lượng tài chính, cái quỹ nó dồi dào như ở các cái thị trường khác.
Thế thì các bạn phải xem xét lại là nó tiềm năng rồi, nó hay rồi, nhưng bạn đang đấu với ai, đúng không? Thế thì nhưng mà tôi thì tôi khuyên ấy, là hãy quay trở lại ở Việt Nam, những lợi thế mà những ngành nền tảng của Việt Nam nó đã được định hình hàng trăm năm rồi, thị trường rất lớn rồi. Và bây giờ là thực ra là mặc dù có rất nhiều công ty lớn nhưng họ cũng đang phải đổi mới tức là phải làm khác đi, đúng không ạ? Thì các bạn có cơ hội các bạn đi ngang, đấy gọi là đi tắt đón đầu và startup trong cái câu chuyện đấy. Thậm chí có thể là các bạn định nghĩa lại cuộc chơi trong chính cái ngành đấy thì có thể trở thành kỳ lân rất nhanh. Và tôi nghĩ là chắc chắn, tôi tin tưởng là giáo dục là sẽ có EduTech, sẽ có startup kỳ lân, tôi tin là như vậy. Còn các bạn, tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm lý tưởng để các bạn trẻ có thể nghiên cứu. Cảm ơn anh Thủy. Tôi xin phép được trả lời một chút thôi về cái câu hỏi của chị Lan Anh lúc trước là về cái ngành nào mà đang được quan tâm nhiều nhất ở Shark Tank. Thì có một cái thực tế nó khá là hài hước, nó khá là vui ở Shark Tank là như thế này. Là cứ mùa nào ấy, chúng tôi phát sóng một bạn startup nào đó mà bạn ấy nhận được vốn là y rằng mùa sau là chúng tôi nhận được rất là nhiều các cái đơn, các cái application của các bạn là mô hình y chang. Tôi nói ví dụ như là mùa đầu tiên ấy, thì là có startup về cà phê chẳng hạn. Thế là mùa sau là thôi rồi là phải đến khoảng mười mấy cái startup làm về cà phê là cũng đăng ký tham gia chương trình. Hoặc là mùa vừa rồi là Sắc Thủy làm có cái chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apex Leader rất là thành công, thì có đầu tư vào bạn Talks English, một bạn dạy tiếng Anh ở quán cà phê. Thì mùa này chúng tôi nhận được khoảng 10 các cái startup về tiếng Anh tham gia chương trình và nói là chị, mùa trước ấy là Sắc Thủy đầu tư vào startup tiếng Anh thì tại sao mùa này không cho em lên? Đó, thế là tôi cũng không hiểu lắm là những cái cách mà các bạn suy nghĩ như vậy thì nó sẽ không thể nào mà đến được thành công, tham gia chương trình Shark Tank cũng không được nữa. Nhưng mà rõ ràng là cái nhu cầu ấy, nó các bạn về tất cả mọi cái mô hình hay sản phẩm thì bắt nguồn từ nhu cầu, và cái nhu cầu đấy nó phải chưa được đáp ứng hoặc là mình phải đáp ứng được tốt hơn, chứ không phải là một cái nhu cầu hiện hữu và đã rất nhiều người làm rồi và mình cũng tham gia làm cùng. Thì tôi mong là mùa này các bạn sẽ không, các bạn đừng nhìn những nhà đầu tư vào startup nào ở trên Shark Tank rồi mùa tiếp theo mình lại cùng ngành nghề mình lại tham gia mà mình phải khác đi. Thế thì với cái cơ hội ở Shark Tank thì tôi thấy như thế này, chúng tôi rất là mong muốn đi tìm kiếm những cái startup về công nghệ, về nông nghiệp thông minh, về agritech. Tại vì là khi mà chúng tôi tiếp xúc với các startup ấy, thì các bạn về nông nghiệp ấy, thì hiện nay là Việt Nam mình vẫn đang rất là thuần nông nghiệp một cách truyền thống và chưa có một cái hàm lượng về công nghệ trong các cái startup khởi nghiệp về nông nghiệp. Thì đấy là những điều mà chúng tôi đang tìm kiếm và các nhà đầu tư thực sự là đang rất là mong muốn để tìm kiếm tại Shark Tank. Hoặc là đối với cả ngành nông nghiệp thôi, hoặc là nông sản đi, thì các bạn cũng có thể tham gia vào một cái lĩnh vực để đáp ứng cái nhu cầu của nông sản, ví dụ như là logistics. Tôi thấy là cũng không ai, rất là khó có startup nào, gần như chúng tôi không nhận được một startup nào có cái mô hình về logistics dành cho nông sản. Các bạn cũng biết rằng đấy là một cái nhu cầu rất lớn ở trên thị trường. Ví dụ như một trái chuối chẳng hạn, ngày đầu tiên thì có thể bán được $1 nhưng mà đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thì giá của nó là $0 nữa rồi, đúng không? Thế thì mình, nhưng mà vấn đề logistics cho nông sản ở Việt Nam thì vẫn chưa được giải quyết. Thành thử ra cái đấy cũng là một cái nhu cầu rất lớn của thị trường và các nhà đầu tư đang tìm kiếm. Thì có thể là các bạn cũng sẽ quan tâm đến những cái lĩnh vực như vậy để tham gia trong Shark Tank trong những mùa tới. Chúng ta còn 5 phút mà tôi sẽ mở diễn đàn ra để cho mọi người bên dưới đặt câu hỏi cho các Shark ở đây. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang phần 2. Bên dưới có ai có câu hỏi cho các diễn giả ở đây không ạ? Nếu mà bạn không có câu hỏi, tôi sẽ hỏi tiếp. Dạ. Xin chuyển micro cho bạn ở dưới. Chào các Shark, em là Quỳnh Như đến từ Cà Phê Bích. Thì chắc em hỏi câu này là nhiều bạn startup ở đây cũng hỏi. Nghĩa là ở trên đây thì có những cái Shark kỳ cựu thì khẩu vị đầu tư của Shark là mọi người biết rồi. Em không cần phải hỏi nữa, thì em chỉ cần hỏi hai Shark mới thôi. Là hai Shark mới có dự định là tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào không và khẩu vị đầu tư như thế nào? Hoặc là nôm na hơn là với hai Shark mới thì một cái startup như thế nào gọi là có tiềm năng và có thể đầu tư được? Em cảm ơn ạ. Mời anh Tam trả lời trước đi nhỉ.
Vâng, em xin trả lời chị. Thật ra với tôi thì tôi cũng muốn rất muốn những cái món ăn mới. Không phải là tôi cũng rất muốn những cái startup mà không phải là thấy người ta bán phở, mình cứ mở bán phở kế bên. Anh tôi cũng rất thích những người mà thấy người ta bán phở nhưng phải đi bán rau kèm theo, không phải là cứ mở bán phở như vậy. Thì tôi cũng rất muốn startup mà cũng thể là ngoài ngành, không nhất thiết là phải cùng ngành điện tử với tôi. Có nghĩa là tôi muốn cái gì nó mới và cái nhu cầu thực của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay để giải quyết những vấn đề người ta nhu cầu chứ không phải là chúng ta đi đầu. Thì tôi thì chắc là tôi không sở thích của tôi là sẽ không chọn những người mà luôn luôn có sở thích đi đầu. Tôi thích phục vụ những cái thực tế hơn, thấy làm ra những cái gì mà người ta có nhu cầu thì tôi rất thích, đó là cái sở thích của tôi. Mời chị Liên ạ. Với tôi thì khác bạn ta một chút. Vì tôi lớn tuổi rồi, cũng ở cái tuổi mà chuẩn bị về hưu. Nhưng mà tôi vẫn khởi nghiệp. Cũng phải nói với các bạn trẻ rằng tôi mới thành lập, sáng lập ra cái thương hiệu Lian. Tức là ngoài cái bảo hiểm về truyền thống thì chúng tôi bán hoàn toàn trên bằng công nghệ. Kể cả chi trả bán, chi trả bồi thường, tất tần tật mọi thứ là ở trên online. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là với tôi thì tôi chỉ muốn mong muốn làm sao đó tôi chia sẻ tất cả những cái gì mà tuổi trẻ tôi đã trải qua cho các bạn. Đầu tiên là kinh nghiệm. Và hai nữa, nếu các bạn muốn tôi đầu tư cho các bạn thì các bạn phải thuyết phục cho tôi một cái niềm tin làm sao đó để các bạn có thể giữ được tiền, các bạn có thể nhân rộng ra. Ngoài kiếm tiền, các bạn còn phải nhân rộng ra để lan tỏa ra những cái định hướng cho mình, cho rất nhiều các bạn trẻ khác có thể cùng với các bạn để khởi nghiệp. Đấy là cái tiêu chí mà tôi nghĩ rằng là tôi chưa có tập trung vào một lĩnh vực nào cả. Nếu các bạn đủ thuyết phục, các bạn có đầy đủ yếu tố để mà cho tôi cái niềm tin đấy thì tôi sẵn sàng để hỗ trợ các bạn. Có thể ở trên sóng truyền hình hoặc đằng sau đó các bạn liên hệ với tôi và tôi với các bạn sẽ ngồi với nhau và có thể là tôi vẫn đầu tư sau ở trên truyền hình. Đấy, cho nên là vì thế mà tôi nghĩ là các bạn hãy tự tin và cố gắng làm sao đó để mình có thể chọn cho mình những cái mình hiểu biết, những cái mà mình đam mê và những cái mà mình phải thích thú, và mình phải có một cái niềm tin rất là vững chắc về cái thị trường của mình, thì lúc đấy các bạn sẽ thành công. Cảm ơn chị. Vâng, mời anh ở dưới kia, chúng ta còn một thời gian cho một câu hỏi nữa thôi. Dạ, em xin chào các sếp và mọi người trong buổi họp báo hôm nay. Thì em là một startup của mùa 3, thì em là top 300. Thì em startup về lĩnh vực là giáo dục. Em thì rất là tâm huyết với lĩnh vực đó. Nhưng mà em có một cái câu hỏi như thế này. Liệu rằng trong 3 phút có đủ để cho startup đưa cái tâm huyết của họ vào trong cái buổi sơ tuyển hay không? Tại vì em cũng sẽ đặt câu hỏi, có thể các hội đồng chuyên gia sẽ nghĩ rằng là các startup mùa 3 làm về giáo dục thì sẽ na ná cái mô hình shop cà phê. Nhưng mà trong cái mô hình shop cà phê đó, nó cũng có rất nhiều những cái yếu điểm mà cần có những cái giải pháp. Ok, vậy là câu hỏi của bạn là 3 phút có đủ không, đúng không? Tôi nghĩ người thích hợp nhất để trả lời câu này là chị Lê Hạnh. Dạ, thì trong quá trình mà em chia sẻ thì cũng đã được sự chia sẻ đóng góp từ chị Lê Hạnh. Nhưng mà thật tâm em á, thì cái mô hình của em nó khác biệt so với cái mô hình talk cà phê. Nhưng mà bởi vì em không có 3 phút ở đây, câu hỏi của em phải dừng ở đấy nhé. Dạ, em cảm ơn. Mời chị Lê Hạnh. Tôi nghĩ là bạn có một cái tinh thần của một nhà khởi nghiệp, tức là một cái sự đeo bám của một nhà khởi nghiệp, cái điều này là điều rất tốt. Mặc dù là tôi cũng có mặt trong cái buổi thẩm định và cùng với cả các hội đồng thẩm định khác, nhưng mà như tôi đã nói rồi là Shark Tank Việt Nam ấy thì mong muốn là đem lại những cái câu chuyện khởi nghiệp mới mẻ, những cái sản phẩm và những mô hình mới mẻ. Cho nên là mùa trước mà mình có một cái mô hình về tiếng Anh rồi, mùa sau thì không phải chỉ một mình bạn mà chúng tôi nhận được khoảng 10 các cái mô hình về dạy về tiếng Anh. Thành thử ra là điều đấy nó cũng đã làm cho cái cơ hội của bạn bị chia sẻ. Thế thì tôi nghĩ rằng là bạn cứ hãy
cứ hãy tiếp tục có giữ vững cái niềm tin để mà phát triển cái sản phẩm của mình. Để lần sau ấy, tôi nghĩ rằng là không phải chỉ 3 phút đâu, 1 phút thôi. Và bạn có thể nói một câu thôi mà bạn đã thuyết phục được toàn bộ hội đồng thẩm định rồi, thì tôi nghĩ lúc đấy bạn sẽ thuyết phục được cá mập. Cảm ơn bạn. Shark Tank không phải là nơi duy nhất để bạn có thể phát triển được cái cơ hội khởi nghiệp của bạn, đúng không? Anh. Chắc là cho tôi nói một ý thôi, vì tôi thấy bạn rất là nhiệt huyết. Nhưng mà tôi có 3 cái lời khuyên nhỏ nhỏ thôi cho bạn. Với một slap bạn phải nghĩ thế này. Điều đầu tiên ấy là bạn phải nghĩ là cái gì người khác làm được thì bạn phải làm được. Tức là nếu tất cả mọi người có 3 phút mà họ làm được thì bạn phải làm được. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là không phải 3 phút đâu, mà bạn phải có 30 giây đầu tiên. Bạn phải tập. Vì thực ra từ lúc giờ bạn diễn giải nó rất là dài, nó rất là mà nó đi sai với cái, thì bạn phải tập học lại cái câu chuyện là trong vòng thậm chí 10 giây đầu tiên, bạn phải cho người ta thấy một sự ấn tượng là bạn có cái gì khác biệt, đúng không? Và bạn có cái gì để người khác quan tâm, thì bạn phải học cái cách đó. Là thực sự là chứ mình đừng quá bận tâm luật chơi. Nếu là 3 phút, nếu là 1 phút bạn phải chơi được. Rất cảm ơn các diễn giả, nhưng mà thời gian của chúng ta đã hết và chúng ta còn một panel nữa, nên là mình sẽ chuyển sang panel tiếp theo. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Lan Anh, cựu chủ biên Forbes, cố vấn ban biên tập, tổng giám đốc điều hành Avender Việt Nam, đã thú vị là định giá công ty. Tôi luôn luôn muốn hỏi câu này với chương trình Shark Tank là làm thế nào mà có thể đưa ra được định giá trong vòng vài phút, hay là trong khuôn khổ một chương trình mà các Shark lại có thể định giá nhanh thế, ra quyết định nhanh thế. Chắc là các Shark đã từng tham gia chương trình, xin chắc lần lượt chia sẻ quan điểm của mình trong chuyện định giá công ty nhanh như vậy. Và trên thực tế ngoài cái show Shark Tank thì các anh khi mà đầu tư, các anh các chị khi đầu tư có ra quyết định nhanh đến thế không? Chắc là xin phép nói trước, vì ngoài việc là một số chức danh mà MC có giới thiệu, thì tôi còn tổng giám đốc của công ty thẩm định giá Thế Kỷ Sen Value. Đây là một trong top 3 những công ty định giá lớn nhất ở Việt Nam, chuyên định giá các cái tài sản bảo đảm, định giá giá trị doanh nghiệp nhằm cho các mục đích về tái cấu trúc và mua bán sắp nhập. Vì vậy cho nên là có lẽ để trả lời câu hỏi này, vì câu chuyện định giá là một câu chuyện lớn và câu chuyện dài mà là câu chuyện khó. Nên môn định giá một môn là vừa khoa học nhưng lại vừa nghệ thuật. Và nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có cả những yếu tố là mình thích thì mình mua, mình thích thì mình bán. Cho nên là bắt đầu cái này thì mình nói hơi gọi là hàn lâm một tí. Tức là theo tiêu chuẩn TCVN về định giá, về tiêu chuẩn về định giá của Việt Nam mà phù hợp với lại các cái chuẩn mực về định giá thế giới, thì giá cả thị trường là mức giá mà tại đó xác suất giao dịch xảy ra thành công là cao nhất giữa một bên bán sẵn sàng bán và một bên mua sẵn sàng mua trong một điều kiện thương mại bình thường. Điều đó nghĩa là gì? Là cái mức giá đấy là nó phụ thuộc vào cái người đưa ra mức giá và cái người sẵn sàng mua, và phụ thuộc với mục đích mua của cái người mua. Ví dụ như là mình mua để mình diệt, mình mua để mình thâu tóm, mình mua để mình scale up, mình mua để mình synchronize, tức là cộng hưởng, mình mua để mà mình why, mình mua vì mình thích, mình mua vì mình ghét, đúng không? Cho nên là tất cả cái đấy đều quyết định đến giá. Nhưng là giá cả thị trường là một cái một bên sẵn sàng bán và bên mua sẵn sàng mua.
Và tại mức giá đó là xác suất xảy ra thành công, cái giao dịch thành công là cao nhất trong điều kiện thương mại bình thường. Đó là quan điểm của tôi. Xin phép được phản biện anh Hưng một chút, tại vì thông thường thì tôi có ngồi sát tay mùa 1 và tôi chưa thấy là ai mua vì ghét cả. Tôi nghĩ là có thể là ở ngoài thị trường thì đâu đó mình có cái concept này, bởi vì là mình cũng không muốn nó tồn tại hay như thế nào đó thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là tất cả những nhà đầu tư trong show Shark Tank đều mong muốn là cái mô hình đó phát triển. Như vậy thì quay trở lại với câu hỏi của chị Lan Anh, thì làm thế nào để định giá nhanh? Tôi nghĩ một phần nào đó nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm thương trường của tất cả các Shark ở đây. Và cái việc thứ hai nữa là cái mức độ hiểu ngành cũng như là cái cách đánh giá về tiềm năng của cái ngành đó, của người đó. Và cái điểm thứ ba là trong giới đầu tư của chúng tôi thì nó sẽ có thêm một cái điểm nữa là nhiều khi mình sẽ hỏi là trong cái round trước đó bạn đã nhận được đầu tư như thế nào. Và điều đó nó cũng là một trong những cái căn cứ để mà mình có thể đưa ra được cái phán đoán của mình về cái mức độ thu hút, về cái cách mà mình định giá cho một cái doanh nghiệp startup. Thì tôi nghĩ là để tóm lại cho cái câu này á, thì đối với startup khi mà lên show thì cái việc quan trọng nhất là khi người ta thích, khi người ta cảm giác là người ta có thể giúp cho mình được, người ta có thể phát triển được, thì lúc đó thì mọi cái giá đưa ra đều có thể được say yes. Còn khi mà các bạn không thu hút được, hoặc là các bạn làm cho người ta cảm giác là rất là khó để mà có thể tin được cái mức giá bạn đưa ra, thì tất cả mọi thứ giá đều là say no cả. Thì tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện mà các bạn cần tập trung nhiều hơn. Vâng, xin mời anh Việt ạ. Anh Dũng vậy, xin mời anh Dũng. Anh Dũng thì làm quỹ đầu tư thì rất là dành về định giá. Xin chào tất cả mọi người. Thì thực ra cái định nghĩa anh Hưng chia sẻ rất là hay. Nhưng mà tôi thì có một cái cách định giá là cũng không giống ai cả. Và có một cái vấn đề hiện nay ấy là lúc đầu chị Hạnh có chia sẻ là bây giờ hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư quốc tế đang đến Việt Nam. Và giá cả đang hơi tăng hơn so với bình thường. Bởi vì có một công ty là tôi vừa quyết định là sẽ đầu tư, thì hôm sau có một đối tác từ nước ngoài khác và một công ty trong nước khác là offer 1,5 lần. Và cuối cùng là tôi trao đổi nội bộ, thế bây giờ mình có tiếp tục là theo đuổi cái deal hay là hủy bỏ cái deal. Thì những cái vấn đề đấy cuối cùng nó cũng quay quanh câu chuyện là cung và cầu. Giả sử như nhà đầu tư và startup thì câu chuyện là bây giờ có bao nhiêu người sẵn sàng mua cái startup của bạn. Cho nên nếu có nhiều nhà đầu tư, đương nhiên câu chuyện là mình có thể bán giá cao hơn. Thì trong đấy, lúc đấy, điều quan trọng nhất là bây giờ, ví dụ một cô gái có rất nhiều anh theo đuổi thì chọn anh nào để cưới. Và anh đấy có đi đường dài hay không, có tạo ra những cái giá trị hay không, có giúp cho mình gọi như là phát triển hay không. Nếu mà tiêu hết cái tiền mà anh đấy đang có thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thì những điều đấy các bạn cần lưu ý hơn là việc là cái giá trị của doanh nghiệp của mình bây giờ bao nhiêu. Bởi vì câu chuyện là cưới một chàng trai đấy là tiềm năng cho những năm tiếp theo chứ không phải là những gì anh đang có. Đương nhiên những gì anh đang có là một cái mà để các bạn quyết định là cái sức hút của anh. Nhưng mà câu chuyện là có rất nhiều startup đơn giản chết không phải là vì không raise được tiền, mà vì không raise được vòng tiếp theo và tiếp theo nữa. Và đấy là một thực tế. Nếu các bạn nhìn thấy những năm 2006, 2008 có rất nhiều công ty như thế đã chết. Bởi vì khi mà khủng hoảng xảy ra, đương nhiên khi mà thuyền lên thì đương nhiên nước lên thuyền chắc chắn lên rồi. Nhưng mà khi mà gặp tình huống là ví dụ kinh tế khó khăn, ai sẽ là người đi cùng bạn, ai sẽ người hỗ trợ bạn trong những cái lúc như thế, dẫn đến việc là công ty nếu mà fail thì thực ra định giá của bạn bây giờ 100 triệu đô với con số 0 nó giống nhau. Bởi vì tất cả khoản đầu tư nó sẽ về số 0. Còn đối với một công ty có thể là đầu tư tại thời điểm này là 10 triệu nhưng sau một số năm nó lên trở thành 100 triệu, nhưng mà 100 triệu đấy các bạn có thể bán được thì lúc đấy mới ý nghĩa, chứ còn không ý, còn lại là tất cả tôi thấy là đều vô nghĩa. Vì cái quan điểm như thế thì góc nhìn của quỹ đầu tư cyber rất là khác. Ví dụ nếu tôi đầu tư vào một công ty tại thời điểm là bây giờ tôi sẽ nhìn tiềm năng của thị trường, nhìn thấy founder là người làm như thế thì cái giá trị của công ty tại thời điểm mà tôi đầu tư ấy thông thường 1 đến 2 triệu tôi thấy là không có ý nghĩa gì cả, tôi sẵn sàng đầu tư. Ví dụ tôi sẽ bỏ vào khoảng 300.000, 500.000 đô để lấy khoảng 20 đến 25%. Và số tiền đấy được định giá là gì? Là số tiền mà có thể là runway, nghĩa là cái số tháng mà công ty đấy có thể chạy được cho đến vòng tiếp theo mà tôi có thể gọi vốn, những cái KPI mà các bạn có thể tạo ra từ những cái số tiền mà tôi đầu tư là gì? Và vòng tiếp theo ai có thể trở thành nhà đầu tư tiềm năng cho công ty này
và với số tiền tiếp theo công ty đấy tạo ra giá trị gì. Thì như năm ngoái tôi có chia sẻ, đấy là tôi định giá theo giấc mơ và đấy là thực tế, và có rất nhiều công ty tôi đã đầu tư như thế. Đương nhiên ở một cái giai đoạn lớn hơn, ví dụ như khi mà nhà đầu tư bỏ ra một con số 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu thì câu chuyện sẽ rất khác với câu chuyện là 200 nghìn hay 300 nghìn hay 500 nghìn. Vậy thì con số bỏ ra 1 triệu các bạn đương nhiên phải chứng minh được rằng là tôi là người có thể làm được. Số tiền này tôi sẽ làm vào việc gì? Và từ đấy chứng minh rằng là tại sao thời điểm này tôi chỉ rây từ này để đạt một con số này để vòng tiếp theo tôi tiếp tục gọi vốn. Vì thế thì ở một góc độ nào đấy thì là nếu mà nói ở giai đoạn rất sớm như startup này thì là tôi định giá bằng cảm xúc. Còn ở một cái giai đoạn tiếp theo nữa thì tôi sẽ định giá bằng những con số cụ thể hơn. Ví dụ như tùy theo mô hình kinh tế, các mô hình kinh tế đột phá có thể là người ta thông thường sẽ định giá trên cơ sở là GMV, nghĩa là Gross Merchandising Value, hoặc là Booking Value, nghĩa là hệ thống của bạn như thế, hàng ngày có bao nhiêu người đi qua vào booking, giao dịch, và cái giá trị đấy nó sẽ tăng dần, thì người ta sẽ định giá dựa trên con số đấy, có thể là tùy, ví dụ một lần, ba lần của GMV. Cách định giá thứ hai là với một số cái media khác thì có thể là định giá dựa trên con số gọi như sale, có nghĩa là revenue, mà mình sẽ có thể là 5 lần hoặc 10 lần của revenue. Ví dụ công ty năm nay đạt được cái doanh số là 5 triệu đô, có thể được định giá 50 triệu đô. Thế nên những người mà nếu mà không thuộc lĩnh vực của tôi sẽ rất là bất ngờ tại sao một cái công ty đang lỗ như này định giá lại như thế. Nếu mà các bạn chỉ để ý, ví dụ rất nhiều công ty công nghệ đang niêm yết trên các sàn giao dịch ở trên thế giới đều đang lỗ, đa số lỗ, Twitter lỗ, Snapchat lỗ, Uber lỗ, Lyft lỗ, nhưng vẫn có nhiều dòng tiền chảy vào. Thực ra đấy là người ta định giá về tương lai và những định giá về nền tảng nhiều hơn là, và cái tập người dùng nhiều hơn là cái chỉ đơn giản là lợi nhuận. Nhưng ở Việt Nam thì đa số nếu mà ở cái khía cạnh là niêm yết, công ty niêm yết thì chỉ định giá dựa trên là PE bao nhiêu, ví dụ như là bao nhiêu lần của PE, đấy là cách phổ biến nhất, thì cách đấy nó khá là dễ. Và đấy là lý do vì sao hiện nay có một cái vấn đề lớn của Việt Nam là chưa có thị trường cho các công ty gọi như emerging market, như ở bên Nhật có, Hàn có, Mỹ có. Và vì thế thì dòng tiền cho có thể là gọi là risk money đấy, những nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào những công ty công nghệ phát triển nhanh về doanh số, về tập người dùng nhưng chưa có lợi nhuận thì ở Việt Nam chưa có. Và đấy là một trong những vấn đề hiện nay là khi mà trao đổi với chính phủ có nói chuyện là ok, chính phủ nên mở cửa, nên có một cái sân chơi cho nhiều công ty công nghiệp khởi, công ty khởi nghiệp về công nghệ các thứ, thì hiện nay đang gặp một vấn đề là có thể mở cửa nhưng việc là ai sẽ mua sẽ rất khó, có nhiều nhà đầu tư hiểu được điều đấy. Nhưng mà hy vọng là trong thời gian tới khi mà cái cánh cửa về Internet đang ngày càng mở và tiếp cận thông tin đến từng người một, thì người ta sẽ hiểu được rằng là giá trị công ty không chỉ nằm ở việc là lợi nhuận, mà giá trị công ty sẽ có ở nhiều cái góc nhìn khác nhau, thì lúc đấy sẽ có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào để hỗ trợ các ty về ở lĩnh vực mới hơn. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng vừa cho chúng ta một cách rất tổng quát về các định giá của các công ty khác nhau như là trong lĩnh vực khởi nghiệp hiện giờ. Bây giờ thì chúng ta nghe từ một cái quan điểm tôi nghĩ là chắc là sẽ truyền thống hơn chút, là từ anh Việt, đúng không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là chương trình hơi tham, bởi vì cái đề tài này nó quá khó. Nếu mà ta viết được cái cách mà định giá doanh nghiệp thì ta là bằng tiến sĩ rồi đấy. Nhưng mà các startup Việt Nam ấy thì còn mới, còn nhỏ nên đơn giản thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì? Tôi nghĩ bài toán định giá là một bài toán phức hợp. Và vì vậy nên tôi muốn các xác trước nói trước thì tôi đỡ phải nói nhiều. Tiết kiệm nhiên liệu. Các xác nói rồi thì tôi cần chỉ nói thế này thôi. Tôi có một đội ngũ định giá của Intracom và của Phương Đông rất là chuẩn. Và tính toán thì rất là kinh, 5-6 cái phương án để định giá. Và thường ấy là định giá ấy là các bạn ấy kết luận là không mua được. Và các trường hợp mà tôi quyết định mua thì đều thành công. Bởi vì nếu các phép tính
mà đưa ta một kết quả thì ta còn ngồi đây làm gì? Đúng không ạ? Tất cả chỉ là tham số thôi. Cái quan trọng nhất như anh Dũng nói, như chị Lý Hoàng Phi nói, như anh Hưng nói là gì? Thứ nhất là cái cảm xúc của mình, thứ hai là cái thị trường và xu hướng thị trường. Như này anh Thủy anh có nói là xu hướng thị trường. Như ví dụ như là sẽ đến lúc dân số chúng ta sẽ già hóa, thì lúc giờ phát triển giáo dục phải xem lại, đúng không? Thế cho nên là cả cái đấy nữa. Và sáng nay tôi vừa mới nói với một cái nhóm, một team về startup, các bạn đến hỏi tôi một vài cái ý kiến, thì tôi có nói là tôi tranh thủ, tôi nói các bạn là gì? Là những người đi theo bạn ấy, cái người thủ lĩnh ấy, là quan trọng là cái tầm nhìn. Và tôi mua cái doanh nghiệp của bạn nhiều khi là vì tầm nhìn của bạn và cái team của bạn. Cái này trong công thức nhiều khi chỉ có nói đến người lãnh đạo, chưa nói đến team. Vâng, tôi có thể follow up ngay cái câu hỏi này là cái câu trả lời của anh là đôi khi ấy, người ta cứ hay nói là ý tưởng hàng triệu đô, nhưng mà thực ra ý tưởng có đắt đến mức đấy không? Hay là ý tưởng bây giờ rất là rẻ và việc thực hiện ý tưởng mới là đắt? Thì các anh nghĩ thế nào về chuyện đấy? Bởi vì rất chắc là rất là nhiều bạn không, trẻ đang làm khởi nghiệp là cho bạn, là mình đang sở hữu những ý tưởng rất là đắt. Bạn nhớ là tôi còn muốn nói thêm một chủ đề thứ ba nữa, là các startup Việt Nam như những cô gái xinh đẹp đội trên đầu một giỏ trứng. Ý tưởng các bạn bay bổng quá, các bạn thế là vui quá, nghĩ đến những cái tương lai tươi sáng, nên là đưa cái giỏ trứng là càng ngày càng to ra và nhảy một cái là rơi hết giỏ trứng, đúng không ạ? Ta không biết được hiện thực và thực tế của mình. Và cái mà chúng ta cần là cần nhiều thứ nữa, trong đấy có một thứ mà chúng ta phải đấy là nhìn xuống đất rồi hãy nhìn lên trời. Tôi đã khuyên anh Khiêm đấy, trên cái startup đợt mùa 2, là chúng ta phải thực tế. Vâng. Theo hiện giờ ấy, thì cái khi các anh chị đi gặp các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì có phải là ý tưởng, thường các bạn có ý tưởng nhưng các bạn không biết làm thế nào không, hay là vấn đề thực sự là nằm ở chỗ nào trong quá trình mà khi các anh chị gặp doanh nghiệp khởi nghiệp? Chắc cái này cho tôi bắt đầu đi. Bởi vì là tôi có cuộc thi Start of Will lúc nãy chị Hạnh có nói. Cuộc thi mùa giải năm nay là mùa thứ 7, thứ 8 rồi. Và mỗi năm như vậy thì có khoảng 1.500 doanh nghiệp Start up tham dự. Một con số đủ lớn để mà cả đội phải nghe rất là nhiều ý tưởng. Thì lúc đầu thì tôi luôn luôn ấn tượng vào những cái ý tưởng mà các bạn trình bày. Nhưng tôi nghĩ là cái gì nó cũng chỉ là ban đầu thôi. Còn khi mà mình nghe nhiều rồi á, thì mình sẽ cảm thấy là ý tưởng là một thứ mà thật ra mình đừng có nghĩ nó là một cái gì đó quá to tát. Bởi vì mỗi ngày khi mà mình đi ra đường, mình thấy bất kỳ những vấn đề gì á, thì mình đều có trong đầu mình đều sản sinh ra những cái ý tưởng để giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà cái ý tưởng đó nó chỉ thoáng qua và nó chả làm gì cả. Cho nên nhiều bạn cứ nói với tôi rằng là cái ý tưởng này là ý tưởng rất là đột phá. Nhưng thực tế cái đột phá nó không nằm ở ý tưởng. Đột phá nó nằm trong cái cách mà mình tỉ mỉ mình làm hàng ngày. Và mình tìm được một cái con đường đi. Cũng giống như là nếu ai cũng nghĩ là có một cái đường lớn để đi, hay là có một cái đường đại lộ để đi, thì tất cả các con đường đó sẽ kẹt xe. Một số người thì họ lại chọn một cách làm khác. Họ đi mỗi ngày và họ tìm ra được một cái con đường đi khác. Thì tôi nghĩ là cái đó mới là cái thứ quyết định cho cái việc là nó có đáng giá hay không. Và mỗi ngày như vậy thì tôi cũng có một người thầy thì hay nhắc tôi là ý tưởng là thứ nên cho không đi. Nhưng mà cái cách làm mới là cái thứ tạo nên sự khác biệt. Và cái đó mới là công thức. Ai cũng có thể nói là tôi có ý tưởng để mà nấu phở. Nhưng mà cái công thức để tạo ra một món phở ngon thì không phải ai cũng có. Cho nên tôi nghĩ đó mới là cái điều quan trọng nhất. Và khi các bạn có tham gia chương trình Shark Tank hay bất kỳ một cái cuộc thi nào, hay là bất kỳ một lúc nào đó các bạn gặp nhà đầu tư, thì các bạn tập trung vào chính cái thực thi của mình nhiều hơn là các bạn nói ý tưởng của em là đột phá. Bởi vì không có cái gì là đột phá bền vững trong suốt một cái quãng thời gian cả. Chỉ có cái cách làm là bền vững, chỉ có cái đội của mình và năng lực thực thi của mình mới là những thứ bền vững mà thôi. Cảm ơn chị Lý. Có ai muốn add thêm về vấn đề ý tưởng, định giá ý tưởng không ạ? Thực ra thì em có một câu ngày xưa là em cũng trở thành câu cửa miệng của em, mà có hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái bánh xe ấy, cho dù thế kỷ nào nó vẫn tròn. Cho nên không ai cần phải sáng tạo ra cái bánh xe vuông làm gì cả. Có thể có một ngày nào đấy sẽ có bánh xe vuông. Nhưng
nhưng mà trong thời đại của chúng ta bây giờ cái bánh xe vẫn tròn, nhưng quan trọng nhất cái bánh xe đấy phù hợp ở mỗi thị trường như nào, bởi vì cái điều kiện khí hậu thời tiết, nên không nhất thiết phải suy nghĩ thêm việc là tôi phải tạo một ý tưởng mà chưa bao giờ có ở trên thế giới, cái đó không cần thiết. Cái quan trọng như chị Phi vừa nói là gì, nên thực thi. Chính vì thế thì khi mà nhìn vào ý tưởng đấy, nghe chừng là đầu tư vào ý tưởng, nhưng bản chất là đầu tư vào con người, cái team mà thực thi ý tưởng đấy. Cái thứ hai là các bạn nên nhớ rằng là ý thì của người ta, tưởng của mình gọi là ý tưởng. Và đấy là cái vấn đề lớn nhất là gì? Có ai đấy đang thực hiện rồi, cho nên không cần phải nghĩ rằng là mình là người có cái ý tưởng đấy. Bởi vì ví dụ như Tiki chắc chắn là đã có Amazon, mà trước Amazon chắc chắn là có một ai đấy làm rồi. Hoặc là ngay cả bây giờ mình nói là smartphone phổ biến nhất là ví dụ như là từ lúc mà Apple, nhưng mà thực ra cái màn hình đấy là Fujitsu đã sản xuất ra trước đấy mấy chục năm rồi, chứ không phải là một cái ý tưởng của Apple. Nhưng mà Apple là người thực thi tốt nhất. Hoặc là cái kính kiểu VR, bản thân Sony ấy đã thực hiện từ những năm 80 rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nhưng mà cho đến bây giờ, để mà thực thi, để mà đi vào cuộc sống, nó vẫn còn một rào cản. Vậy ai là người thực thi ý tưởng đấy? Thực ra là ý tưởng đã có từ những mấy chục năm về trước. Và những ý tưởng về công nghệ thực ra đã áp dụng trong quân đội các thứ rất nhiều lâu rồi, nhưng mà để đi vào thực tế cuộc sống là cả một quá trình. Chính vì thế thì khi mà mình đưa ra một cái ý tưởng thì quan trọng nhất là gì? Mình sẽ thực hiện cái ý tưởng đấy cho ai và phục vụ được như nào và có khả năng thực thi không? Thì cái thực thi đây mới là một cái điều gọi như là quan trọng nhất. Cảm ơn anh Dũng. Anh còn nhắc đến yếu tố con người, và tôi cũng muốn hỏi ý kiến các sếp về yếu tố con người khi mà định giá. Khi chẳng hạn khi các anh tham gia gặp một cái nhóm kinh doanh mới thì yếu tố con người quan trọng như thế nào? Xin hỏi anh Hưng trả lời trước nhỉ. Cái này nó cũng hoàn toàn, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Dũng, và đây cũng có lẽ là một cái câu mà tôi đã nói rất nhiều lần, dường như là thành một cái slogan về cái vấn đề khởi nghiệp, là ý tưởng là cần thiết, nhưng mà hành động để biến ý tưởng thành hiện thực mới là quan trọng. Thì để biến ý tưởng thành hiện thực thì rõ ràng chúng ta cần một cái team, một cái đội. Và chúng tôi ở đây cũng có một cái vấn đề là khi chúng ta định giá, thường là chúng ta nhìn vào những cái gì các bạn đã làm được trong quá khứ, đồng thời là chúng ta cũng sẽ đánh giá về cái khả năng thực thi để hướng tới những cái mục tiêu trong tương lai. Ví dụ bạn nói rằng em sẽ trở thành unicorn trong vòng 3 năm nữa. Thông thường là như vậy đúng không? Thì bây giờ các bạn mới có doanh thu được khoảng tầm 10.000, mà các bạn muốn trở thành 1 tỷ đô trong vòng 3 năm nữa. Thì điều gì sẽ khiến tôi tin vào cái điều đấy là các bạn có thể làm được? Thì đó chính là nhìn vào những cái kế hoạch hành động, những cái quy mô thị trường, những cái năng lực và đội ngũ của các bạn ấy, trong cái việc triển khai những ý tưởng đó thành hiện thực. Thì đó rõ ràng là một cái đánh giá cao để mà thuyết phục tôi rằng là cái việc định giá tương lai, bởi vì định giá startup, đặc biệt là trong những cái venture business, những cái cuộc đầu tư mạo hiểm, thì chúng ta nhìn vào tương lai rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào cái khả năng các bạn đã đạt tới trong thời gian tới là bao nhiêu để chúng ta quy về cái mức giá hiện tại. Thì rõ ràng ở đây nó là định giá theo niềm tin. Và niềm tin thì tôi nghĩ rằng rất khó đưa ra một con số là bao nhiêu phần trăm là phụ thuộc vào con số và định lượng, và bao nhiêu phần trăm là thuộc vào cảm tính và định tính. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tỷ trọng của cái việc định tính trong cái việc định giá một cái startup là nhìn vào tương lai là rất cao, chắc chắn là rất cao. Có thể là vài chục phần trăm cho đến chi phối, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái mà khiến chúng ta mới phải ngồi đây, vì là nó khó khăn trong cái việc là làm sao lại đưa ra được một cái sự đánh giá một cái kết quả kinh doanh trong tương lai khi mà chúng ta đang ở thời gian hiện tại mà không có quá nhiều dữ liệu quá khứ. Vâng. Chị Yến có muốn chia sẻ gì trong chủ đề này không? Có lẽ là phần này thì để các sách chia sẻ nó sẽ cụ thể hơn, để các bạn có thể có kinh nghiệm. Vậy mời chị tiếp theo ạ. Không biết có phải mình nói nhiều quá cho nên mic nó tự tắt không? Thật ra thì định giá về con người ở trong startup là một cái câu hỏi rất là thú vị. Vì lý do là khi mình đầu tư ở những giai đoạn càng sớm thì càng phụ thuộc vào con người. Vì khi đó thì mọi thứ nó chưa có system. Tất cả mọi thứ thì đều do con người xây. Cho nên cái việc là định giá thuộc về con người hầu như là giai đoạn càng sớm thì càng chiếm tỷ trọng cao hơn. Và thông thường thì để định giá vào cái team đó thì em sẽ có một vài câu hỏi cho team. Ví dụ như mỗi ngày em sẽ phải khám phá ra được là mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho chính những cái điều mà bạn đang nói.
Bởi vì là có nhiều khi các bạn nói các bạn đam mê, nhưng mà các bạn không có đủ cái hàm lượng thời gian, các bạn không có đủ công sức để đóng góp vào đó. Thì cái việc mà các bạn nói các bạn mê thì nó cũng không phải là một cái vấn đề lớn. Cho nên em thường là sẽ nhìn vào lượng thời gian bằng đầu tư. Cái việc thứ hai là những cái thời gian đầu tư và cái kinh nghiệm làm việc trên cái lĩnh vực đó, nó sẽ quyết định cái điều là khiến cho mình có nên đầu tư cho bạn hay không. Vì nhiều khi ở đây Việt Nam mình hay có một cái cách là mình bắt trend, tức là mình bắt theo xu hướng. Nhưng mà thật ra xu hướng nó không giải quyết được quá nhiều vấn đề nếu như mình thật sự không biết những cái phần lõi bên trong. Và mình thường hay nói đến chuyện là một mô hình này bắt chước một mô hình khác, thì thực tế là bắt chước nó không thể nào thành công được. Chỉ có cái cách là mình tìm tòi, mình khám phá và dựa vào cái hàm lượng thời gian mình đóng góp và cái kinh nghiệm mà mình làm trên chính cái ý tưởng của mình, thì nó mới tạo ra được cái giá trị thật sự. Và ở đây thì em cũng muốn quay lại cái câu là mình nói là giá và giá trị. Nhưng mà cái câu chuyện là đôi khi cái giá nó không phản ánh được giá trị, và không phải lúc nào giá trị nó cũng được thể hiện bằng chính cái giá bên ngoài. Bởi vì cái giá danh nghĩa và cái giá thực tế nó mang tính chất thời điểm. Cho nên nếu như mà ở đây các bạn luôn luôn giữ, các bạn nói là giá trị của em là như thế này, cái giá bán của em là như thế này, thì phải quay lại câu hỏi là thật ra cái nội lực bên trong. Bởi vì cái giá trị ngày hôm nay nó có thể chỉ là như vậy, nhưng cái giá bán của bạn, thì em nghĩ đó là một cái bài toán cho các startup phải thật sự là suy nghĩ về chính giá và giá trị của mình. Thì cái giá trị mới là cái mà nhà đầu tư nhìn vào, chứ đừng có nghĩ là nhà đầu tư trả giá. Thật ra trả giá là do họ nhìn vào giá trị mà thôi. Tôi rất muốn hỏi thêm, nhưng mà hiện giờ ban tổ chức muốn là chúng ta sẽ mở ra cho mọi người đặt câu hỏi bên dưới, nên là xin mời ở bên dưới. Vâng, mời bạn. Mời bạn trai ở đằng sau kia trước, xong rồi mình sẽ mời chị ở trên này. Có ai giúp chuyển mic không? Mời bạn đặt câu hỏi đứng lên nhé. Bạn cho biết tên tuổi và đặt câu hỏi nhanh. Dạ, em tên là Viết Trung và hiện tại 21 tuổi. Là xin chào ban tổ chức và xin chào các sát. Là em là phần cứng của các sát tanh với lại là các sát ở đây. Thì em xin phép một câu hỏi là hiện thì em đang là sinh viên, nên là cái em thì không có đủ nguồn vốn để mà có thể hành động ngay. Thì từ cái ý tưởng thì em có thể là thực hiện là mình bắt đầu từ cái bước nào? Rồi cái câu hỏi thứ hai là ví dụ như là cái ý tưởng của em thì có thể giải quyết được cái vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng mà hiện tại là em chưa có đủ nguồn vốn để mà thực hiện. Thì ví dụ như em có thể đăng ký bản quyền hay là làm cái gì để ví dụ mai mốt mà có người khác làm thì em có thể bảo vệ được cái ý tưởng của mình không ạ? Vâng, các sát ai xin cảm ơn. Ai có thể trả lời câu hỏi này? Vâng. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi này tôi gặp nhiều nhất luôn trong tất cả những câu hỏi mà của các fan gửi đến. Thường xuyên, anh ơi em muốn khởi nghiệp bây giờ em phải làm gì? Anh ơi em có một ý tưởng nhưng em không có vốn, anh có cho tiền em để làm được không? Vân vân, những ý tưởng đấy nó đúng là thực sự là hay. Tuy nhiên là rất là chúc mừng bạn khi bạn đã có những ý tưởng đã được hình thành nhưng mà chưa đưa vào thực tế. Thì tôi trả lời thứ nhất ấy, là cái câu chuyện vốn ấy, làm thế nào ấy, thì hiện nay có khá nhiều những cái trung tâm ươm mầm, rồi là hạt giống, rồi lò ấp, đúng không? Vườn ươm lò ấp gì đó thì họ sẵn sàng hỗ trợ các bạn để các bạn hình thành cụ thể hóa cái ý tưởng của bạn. Và khi cái ý tưởng đến mức độ nào đó thì bạn dần dần các bạn nhận được những cái tỷ lệ cổ phần sở hữu nhất định. Ví dụ như bạn mô tả được ý tưởng, ok, tốt, được duyệt thì bạn nhận được 10%. Sau đó bạn cho triển khai thử, đưa ra mô hình, sản xuất thử, đưa cho một vài người dùng thử và người dùng người ta thấy là không chết người, sẵn sàng làm chuột bạch, ok, được thêm 5% hoặc 10% nữa là 20%. Bắt đầu bán thử cho những người thân, người quen, bạn bè, từ lớp bạn vỡ lớp vỡ lòng cho đến bạn lớp đại học, bán cho anh em, bạn bè, thân bằng cố hữu, thì các bạn có thể được thêm 10% nữa là 30%, lúc đó bạn sẵn sàng để bắt đầu start up rồi đấy. Các bạn thành lập công ty, các bạn đi ra ngoài, lúc đấy bắt đầu kêu gọi Series A, đúng không? Hoặc là seeding, hoặc Series A, Series B, vân vân. Thì đó là cái lộ trình mà khi các bạn không có một cái gì cả, không có tiền, không có công ty, không có kinh nghiệm, thì các bạn tìm đến những cái vườn ươm lò ấp đấy, thì đấy là một ý tưởng tốt. Và tôi biết rằng cái điều đấy khá nhiều, ví dụ như chị Phi đây cũng có, đúng không? Và rất nhiều công ty họ đã thành lập những cái vườn ươm lò ấp, hay là những cái trung tâm mà mentoring ấy, của chỗ chẳng hạn SIS của hội doanh nghiệp trẻ chẳng hạn cũng có, ai mentor gì đó, ai boss gì đó, vân vân, rất là nhiều. Bạn search trên Google một cái thì ra rất nhiều những cái vườn ươm lò ấp kiểu như vậy, thì bạn hãy đến trình bày ý tưởng của họ.
Câu trả lời rất là xác đáng đấy. Vâng, cái điều thứ hai là đăng ký sở hữu trí tuệ thì rất nên làm. Thực ra thì mỗi một năm tôi biết là hiện nay ở trong Cục Sở hữu trí tuệ đang có tới hàng vài chục triệu ý tưởng đã được đăng ký sở hữu, nhưng mà chỉ chưa đến 1% số đó được đưa ra ngoài để áp dụng thôi. Đăng ký thì cứ đăng ký, phí cũng rất rẻ, có mấy trăm nghìn thôi. Cứ nộp hồ sơ, cứ đăng ký thoải mái, kể cả bạn vẽ được một cái, vẽ được một cái nắp cống đẹp, các bạn cũng có thể có một cái bằng sáng chế về cái ý tưởng kiểu dáng công nghiệp cho cái nắp cống. Và thấy cái nắp cống ở Việt Nam nó xấu quá, các bạn thấy đi châu Âu nắp cống cực kỳ đẹp, nắp cống nó như một tác phẩm nghệ thuật, nó có logo của thành phố, nó được đúc rất là đẹp điệu đó, có những cái hình tượng tuyệt vời, nhưng nắp cống Việt Nam mình trông rất là chán. Thế thì tôi mới nghĩ rằng là, mà tôi có một anh bạn đi làm việc đấy thật, suốt ngày ngồi vẽ nắp cống không đi đăng ký. Hiện nay anh đã đăng ký được khoảng độ hơn 200 cái nắp cống rồi, và có bằng, bản quyền về về đấy, là gọi là gì, là sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn đăng ký cứ nên đăng ký. Thế nhưng mà cái việc mà người ta có bắt chước hay không thì đấy là việc khác, vì bạn đăng ký rồi vẫn chưa chắc là người ta tuân thủ. Ví dụ như là bây giờ bạn có một ý tưởng đấy, bạn có bao giờ tra cứu cái kho dữ liệu đấy để xem có ai đó đã từng có ý tưởng giống bạn hay không, bạn đã làm chưa, đúng không? Đấy thì đấy là một ví dụ. Thì tất cả những cái điều đấy chúng ta cứ nên làm. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta nên thực tế hơn một chút, là khi những ý tưởng đó phải có những cái người nào đó người ta giúp mình để thẩm định xem ý tưởng nó có khả năng hiện thực hay không. Phi muốn em thêm về vườn ươm của mình ạ. Em thì sẽ không nói về vườn ươm của em, vì em nghĩ là em lên đây thì đã là support cho Startup Gen và Shark Tank, thì em sẽ nói với câu chuyện chung thôi. Thật ra thì tôi nghĩ là thay vì cái thời gian mà bạn nói là bạn đi đăng ký sở hữu trí tuệ, thì bạn nên coi là cái việc ý tưởng của bạn nó có đủ sắc bén hay không. Tại vì bao giờ cũng vậy hết, khi mà bạn nói là ý tưởng thì bạn nghĩ là ý tưởng bạn hay, bạn cần phải bảo vệ. Nhưng thật ra là nếu như mình không có đủ thời gian để mình coi á, và khi mà mình đi đâu mình nói với người khác mà người khác cũng chả có cảm thấy cái gì là ấn tượng cả, thì thật sự là rõ ràng chúng ta có vấn đề trong chính cái ý tưởng của mình. Cho nên mình cũng đừng có nghĩ đến cái chuyện mà phải bảo vệ. Ý tưởng là một thứ, tôi muốn quay lại là ý tưởng là một thứ cần nên chia sẻ với người khác. Chia sẻ đi để coi thử người ta có giống mình không. Và nhiều khi mình chia sẻ xong rồi mình thấy thế giới này người ta làm đầy cái cách làm giống như mình, thì mình khoan hãy đầu tư cả. Khoan đầu tư. Và lúc đó thì mình nên tập trung, mình mài dũa những cái gì mà mình nói, mình mài dũa những cái gì mà mình nghĩ. Còn liên quan đến incubator hay là accelerator, ở tại Việt Nam là không thiếu, ở tại Việt Nam cũng có rất nhiều. Nhưng nếu như bạn không có cái hàm lượng giá trị cạnh tranh trong chính những cái ý tưởng mà bạn trình bày, thì chắc chắn là bạn đi đâu bạn cũng bị cancel cả. Và như vậy thì bạn có nhắn đến chúng tôi như thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng mình cũng không nhận được câu trả lời. Cho nên ngay từ khi mà mình bắt đầu đặt câu hỏi, mình bắt đầu có ý tưởng, là mình đã phải tìm hiểu thật sự tôi bán cái gì, và nguồn vốn nó nằm ở chính bạn chứ không phải nó nằm ở đâu khác. Cảm ơn Phi. Mời bạn đứng bên kia. Tôi thấy hồi giờ bữa sáng giờ thì chương trình và các sát đặt nhiều vấn đề về vấn đề tính mới rồi tính chất ý tưởng, nhưng mà tôi thấy là tôi thì cũng mạn phép góp ý về cái chương trình sát thăng này. Anh ở đâu ạ? Nên chuyển về cái chương trình là gọi là có sản phẩm và có doanh số, và cái chương trình này thì nó gần giống với chương trình lập nghiệp nhiều hơn là khởi nghiệp, cho nên mình không nên đưa cái ý tưởng vào. Bởi vì bản thân tôi là hoạt động trên cả ba lĩnh vực, ngành in, ngành tự động, ngành cơ khí. Tôi đưa ra một cái chi tiết tất cả các những vấn đề nó trên cả ba cái vùng kiến thức này, thì tôi thấy rằng không nên đưa ý tưởng vào. Tôi khảo sát 500 công ty bao bì đồng, người ta tất cả đều nói với tôi rằng không ai đi mua ý tưởng cả, người ta mua thực tế. Cho nên là tôi thấy rằng cái chương trình Sắc Thăng Việt Nam này nên chuyển qua chương trình gọi là chương trình lập nghiệp, không nên chuyển qua chương trình startup khởi nghiệp. Đó là những cái điều góp ý của tôi. Thế còn mà đây giờ cứ yêu cầu là phải có sản phẩm vào doanh số thì chương trình đó là phải là chương trình lập nghiệp. Thế còn bây giờ không ai đi mua ý tưởng cả. Cho nên mà ở trong này thì rất có nhiều ý tưởng. Xin cảm ơn anh ạ. Đó là tôi góp ý với chương trình như thế thôi. Sắc Phi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Thực ra thì mỗi chương trình nó có một cái chức năng riêng và nó có hướng tới những đối tượng riêng á bác. Nếu như bác là nhà khoa học, bác có các sáng chế và các sáng chế đó đã được đăng ký rồi, thì bác có thể tìm đến với Vintech Fund của Vintech City. Nếu như bác đã có một startup, có doanh số, có sản phẩm, có mô hình khả thi,
thì bác có thể đến với các cuộc thi, bác có thể đến với Shark Tank. Thì thật ra là mỗi nơi nó đều có những cái chức năng của nó, nên vấn đề là mình phải đem cái sản phẩm của mình đem cái ý tưởng của mình đến đúng nơi. Cũng giống như một sản phẩm mà muốn bán được thì phải chọn đúng kênh. Thì cháu hy vọng là những cái lời góp ý của bác cũng như là cái phần phản hồi của ban tổ chức sẽ giúp cho bác có thêm nhiều cái kênh để bác có thể tìm đến. Cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mời bạn đằng đó cho một câu hỏi nữa thôi. Dạ vâng, tôi đến từ báo điện tử chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin có một câu hỏi dành riêng cho người đại diện của Tân Hoàng Minh. Đây cũng là một tập đoàn lớn có tiếng ở trong giới xây dựng bất động sản chúng ta đều biết. Và cái uy tín của một chương trình nó có lớn hay không là giới startup người ta nhìn vào cái vàng cá mập. Tại sao Tân Hoàng Minh không ngồi ghế sát mà lại ngồi ghế của nhà tài trợ? Trong khi nhà tài trợ thì chúng ta có thể có rất là nhiều kênh huy động, vì bây giờ Shark Tank quá nổi tiếng rồi, có thể dùng những kênh ví dụ như crowdfunding chẳng hạn. Tôi xin chỉ có một câu hỏi vậy thôi. Xin lỗi bạn, sáng nay bạn ăn gì? Sáng nay bạn ăn gì? Dạ, vì sao anh lại muốn hỏi câu này ạ? Không thì cứ bạn cứ trả lời đi, bạn ăn gì thì bạn nói và bạn ăn cái món đấy thôi. Nhiều lắm mà em không thể nhớ hết luôn. Sáng nay mà, buổi sáng hôm nay bạn ăn gì mà? Đây có thể là một câu ăn hỏi phở hay ăn mì? ăn hủ tiếu? Chắc đúng là để cho... Đấy là khẩu vị của mỗi người thôi. Dạ. Bạn đừng hỏi làm khó Tân Hoàng Minh như vậy. Chắc để cho Tân Hoàng Minh trả lời câu hỏi này. Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin được cảm ơn anh Việt đã có một chút làm không khí có vẻ vui hơn. Tân Hoàng Minh thì là một tập đoàn bất động sản cao cấp và cũng có vị thế trên thị trường. Chúng tôi thì đã có 26 năm hình thành phát triển. Và hiện nay thì với cái quá trình tích lũy qua từng đấy năm thì chúng tôi có những cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên là rất là nhiều người trong cuộc họp báo ở Hà Nội cũng đã hỏi một câu là vì sao Tân Hoàng Minh không ngồi ghế Shark? Bởi vì là Chủ tịch Tân Hoàng Minh thì cũng đã trải qua nhiều lĩnh vực kinh doanh như là taxi này, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ này, rồi đến bất động sản cao cấp. Lĩnh vực nào cũng thành công. Vậy tại sao ông không ngồi ghế Shark để có thể là thu hút các cái startup tiềm năng vào doanh nghiệp của mình, hoặc là có thể đầu tư cho các bạn trẻ? Tuy nhiên thì với cái mùa năm nay là mùa đầu tiên mà Tân Hoàng Minh đồng hành cùng với chương trình, thì chúng tôi mong muốn là ở vai trò là nhà đồng hành để có thể hỗ trợ về tài chính để cho các bạn trẻ có tham gia vào cái sự kiện năm nay. Và trong những năm tiếp theo thì hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta còn duyên và còn có cơ hội đồng hành với nhau thì hy vọng là sẽ có một đại diện của Tân Hoàng Minh sẽ ngồi vào ghế Shark để cùng với các Shark sẽ thu hút được nhiều các bạn startup và hy vọng rằng là sẽ có nhiều cái thương vụ được đầu tư thành công. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tôi nghĩ là anh Dũng, Tân Hoàng Minh cũng đã khởi nghiệp, đi khởi nghiệp lại rất nhiều lần nên là có nhiều kinh nghiệm chia sẻ, nhưng hy vọng mùa sau anh sẽ tham gia. Chúng ta hết thời gian mất rồi, nhưng mà mùa Shark Tank thì mới bắt đầu thôi nên các bạn cứ đón chờ những chương trình và sẽ nghe được rất là nhiều thông tin thú vị trong chương trình sắp tới. Tôi xin kết thúc ở đây ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị Lan. Xin được cảm ơn các Shark và xin được mời mọi người sẽ nắng lại sân khấu ạ. Và Thúy Vân cũng xin được mời các Shark đã tham gia phần section đầu tiên sẽ lên sân khấu. Xin được mời chị Lê Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty TV Hub, Giám đốc Sản xuất Shark Tank Việt Nam sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho các Shark và chị Lan Anh ạ. Và xin được mời ông Nguyễn Trần Quang sẽ lên sân khấu để cùng trao hoa cho các Shark và đại diện đến từ tập đoàn Tân Hoàng Minh và chị Lan Anh ạ. Lần nữa chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự đóng góp của các Shark trong chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, được không ạ? Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã tham dự chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay.
và rất mong là đại diện các cơ quan truyền thông báo chí sẽ tiếp tục là nguồn động viên cho Shark Tank Việt Nam và Startup Việt Nam, và để chúng ta có nhiều hơn những kỳ lân triệu đô trong tương lai. Và thưa quý vị phóng viên, nếu như chúng ta còn thắc mắc thêm những thông tin gì nữa thì xin vui lòng sẽ liên hệ cùng với ban tổ chức. Xin được chân thành cảm ơn các vị khách quý, các anh chị phóng viên và đại diện các cơ quan truyền thông, báo đài và các startup đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ. Một lần nữa xin được cảm ơn các shop, xin được cảm ơn chị Lê Hạnh, xin được cảm ơn Nguyễn Trần Quang, xin được cảm ơn chị Lan Anh. Thank you. Vâng, và chúng tôi xin được cảm ơn các nhà tài trợ: Tập đoàn Bất động sản cao cấp Tân Hoàng Minh, chuỗi trung tâm tiếng Anh Apex thuộc Tập đoàn E-Group, Tập đoàn Điện tử Asanzo, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Và chúc cho chương trình Shark Tank Thương vụ Bạc Tỷ của chúng ta mùa 3 sẽ đạt được thật nhiều thành công và với nhiều thương vụ bùng nổ trong năm nay. Và một lần nữa xin được chúc mừng chương trình của chúng ta và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và đừng quên giờ phát sóng của chương trình Thương vụ Bạc Tỷ Shark Tank Việt Nam vào tháng 7.